thông sắc tức. Phiền não bồ đề, bồ đề tức phiền não, tịnh tâm ớt không cay. Gái nào mà gái không hay ghen chồng, cái gì vậy má? Tịnh tâm lại đi, tịnh tâm lại đi. Ớt không cay, ớt không cay, ớt không cay, ớt không cay, ớt không cay. Ê! Khoan, 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 khoan. Tính ăn nữa đúng không? Tính nuốt nguyên chai ớt nữa đúng không? Trời ơi, sao mà cứ cản đảng tao hoài vậy mà để cho tao ăn ớt? Trời ơi, Chính ơi, con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ớt ăn không có được. Ớt ăn được, ăn không được cũng phải ăn. Tại sao ăn không được mà phải ăn? Ớt mặc dù có cay mà phải nghĩ là không cay. Mày để cho tao tỉnh tâm lại, ớt không cay, ớt không cay. Ớt nó cay thì làm sao mà mình nghĩ không cay được, ăn xé lưỡi luôn á. Chính vì xé lưỡi mới trị được bệnh. Ủa bệnh gì? Mày không biết hả? Ớt giúp người ta giảm đau, giúp diệt tế bào ung thư, giúp cho người ta giảm béo. Ớt giúp cho người ta thanh lọc gan. Chính vì vậy mà mình nên ăn ớt. Ớt giúp chúng ta thanh lọc gan. Ngoài ra ớt còn giúp ta giữ dáng, bởi vì giảm béo mà. Ớt còn làm chúng ta lão quá. Mặc dù ăn ớt cay mình nhăn mình hít hà, nhưng ăn ớt lão quá mình sẽ trẻ đẹp, giữ mãi tuổi thanh xuân và sắc đẹp. Cho nên tao phải ăn ớt. Khoan khoan, là lão giúp chống lão quá là mình sẽ đẹp da đó hả? Đúng rồi, ăn ớt sẽ đẹp da. Đẹp mụ nội tôi chứ đẹp. Tôi nghĩ sao vậy? Ăn ớt vô nóng nó nổi mụn lên chứ sao mà đẹp da được? Thì đó, nó nổi mụn mà bao nhiêu cái nóng nó ra ngoài, nó xì ra ngoài hết rồi sẽ tái tạo lại làn da mới. Trời ơi, tao điều tra nghiên cứu kỹ lắm. Ờ, nhưng mà không phải đâu Chính ơi, nghe ở đâu á đồn làm theo cái ở gì đâu đó. Cái gì? Bác chỉ á, bác Google chỉ á. Cái gì? Bác Google chỉ. Lên mạng coi nữa. Ừ, mạng thế giới mà. Bao nhiêu lần lên mạng, bao nhiêu lần gặp nạn mà vẫn chưa tỏ. Sao vậy Chính? Thì tao thấy nói làm sao, tao thấy diệt tế bào ung thư, tao thấy vậy tốt quá thì tao ăn ớt, tập ăn ớt thôi, có gì đâu. Tập ăn ớt. Rồi ăn ớt bằng gì là sao? Phải tĩnh tâm lại, tĩnh tâm thì mình sẽ cảm giác ớt không cay. Mọi thứ phiền hà chung quanh đừng nghĩ tới, tập trung tĩnh tâm ớt sẽ không cay. Tĩnh tâm ớt. Nhìn mặt mày sao tao thấy ớt cay quá, tao phiền quá. Để tao đi kiếm chỗ khác mà tĩnh tâm. Trời ơi, ngồi thiền, tĩnh tâm, ớt không cay là sao trời? Gì ghê vậy? Wow, căng nha. Ơi, đau không? Đau đúng không? Chẹo tay nha, đây. Không phải, cho. Đau cái mỏ. Cũng vừa lắm. Nó bắn lên dần kinh. Xuyển nhiễm luôn. Bớt lanh lại. Tôi biết rồi. Biết rồi. Biết gì nè? Chính đang luyện công. Wow. Chính đang tu tiên. Tu tiên cho nên mới làm như vậy. Tu tiên? Đúng. Wow. Không nha, thiết nghĩ này không phải là tu tiên đâu. Chỉ có tu tiên mới ngồi thuyền, luyện công, rồi dẫn công đồ các thứ thôi. Chỉ có tu tiên là chính xác nhất. Đúng, tu tiên là như vậy. Còn cái việc mà ăn ớt thì là tu điên. Điên là sao? Là điên mới ăn ớt nhiều vậy đó. Không, cái việc ăn ớt nó chỉ là gọi là một cái bước ngoặt thôi. Một cái bước ngoặt? Nó là một thử thách nho nhỏ cho cái việc mà tu tiên thôi. À, có nghĩa là nó từng cấp độ. Đúng, nó có nhiều cái gọi là cái môn phái lắm. Ờ, nhiều nhiều cái môn phái, và mỗi cái một cái môn phái nó sẽ có một cách mà tu luyện này nọ. Đúng, khác nhau. Mỗi một cái môn phái là nó có một cái cách dậm công khác nhau. Ờ, ê, có khi nào vài bữa mà Chính mà tu xong rồi đó, cái mình không đóng tiền nhà cho Chính chửi đó chết quen không? Chính dồn nguyên dĩa ớt vô họng ấy. Chứ không đóng cho bà đi rồi thử được. Ấy lúc đó bà thành tiên rồi mà bà phải trưởng chứ. Phải trưởng vô mặt anh đó. Thì đó. Ấy mà không ổn. Sao không ổn? Bây giờ ví dụ như bước đầu tiên là ăn ớt đúng không? Đúng. Vậy tính ra suy luận của tôi lúc trước là đúng rồi.
nếu mà cấp bậc cao hơn nữa. Ăn ớt nó chỉ là thử thách thôi, nó còn thử nhiều thách. Cái gọi là kinh khủng hơn nữa. Wow. Vậy là sau này chị Chính sẽ tắm bằng ớt, rửa mặt bằng ớt. Sao vậy? Sao vậy? Nói vậy? Thì đúng rồi, cấp bậc cao hơn là mình phải làm cao hơn nữa, mình phải nguy hiểm hơn nữa. Lúc đầu bước một chỉ là ăn ớt, sau đó là tắm ớt, tất cả mọi thứ đều bằng ớt. Cay quá. Ôi trời, chết rồi. Thôi, đợi chưa, Miếng nữa. Cay quá. Đợi chưa Chính? Trời ơi. Ngộ của Chính kìa. Bỏ tao sao? Trời ơi. Cái mà ghê dữ vậy nè. Bình tĩnh. Trời ơi, chết rồi, nóng quá. Uống cho miếng. Sưng rồi. Rồi. Bình tĩnh. Chính ăn ớt nó bị vậy hả? Cay quá, Chính ăn ớt. Mà ăn ớt có trái ớt mà nó bị vậy rồi. Thì Chính đừng có ăn nữa. Mà trời ơi, Chính phải ăn. Mà Chính bạn chỉ Chính ăn. Mà sao Chính ăn chứ vẫn bị cay vậy trời ơi? Nào giờ tôi không biết ăn ớt đâu mà giờ tôi nghe lời bạn chỉ tôi ăn mấy tấm cái mà tôi cay mỏ tôi vậy nè trời ơi. Mà trên mạng nó chỉnh Chính ăn sao không cay? Trên mạng chỉ Chính là muốn ăn ớt không cay thì mà phải biết tịnh tâm. Tịnh tâm tức là mình ngồi mình thiền. Đúng rồi. Mình thiền, mình cứ nghĩ trong đầu của mình ớt không cay thì tất nhiên là ớt sẽ không cay. Cũng như là gọi là sắc tức thị không sắc tức. Sao mà vẫn cay vậy nè trời. Trời ơi Chính ơi, Chính năm nay nhiêu tuổi rồi? Người ta chỉ như vậy mà Chính cũng tin nữa. Làm gì có ớt nào mà ớt không cay. Cay thì nó không phải là ớt rồi. Ai biết đâu, trời chết tao rồi. Tại vì tao phải ăn ớt, tập ăn ớt thì mới bị vậy đó. Thì con biết rồi, nhưng mà tại sao mà Chính phải ăn? Phải ăn ớt gấp trong tuần lễ này. Không kịp rồi. Nhưng mà ai ép Chính phải ăn ớt? Ảnh. Ôi trời. Ảnh nào? Ý, mệt ghê vậy. Trên Facebook á, quen với cái anh là sói ca mì cay. Cái gì? Sói ca mì cay. Rồi cái là cứ ảnh hỏi tao có thích ăn mì cay không? Cái tao nói tao thích. Ảnh nói ảnh ăn được cấp độ 5, độ 6. Tao nói tao quất được cấp độ 7 rồi. Cái ảnh nói vậy thì hẹn tao với ảnh ăn mì cay. Mà tao phải ăn cấp độ 7 mà tao nổ. Tao có ăn đâu mà bây giờ tao phải ăn hết. Ăn được cấp độ 7 nè. Cũng vừa lắm à. Nhưng mà con nói Chính nghe nè, sói ca của Chính là nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn tao chục tuổi. Cái gì? Lớn hơn tao chục tuổi. Lớn hơn Chính một chục tuổi. Trời ơi Chính ơi, cái đó người ta không có gọi là sói ca. Gọi là gì? Sói già mì cay. Nó nghe nè, mình ho mình lấy tay mình che miệng đi con, không thôi mình ho nó bay qua đó con nha. Thôi văng tùm lum hết nè, sao mà sủa như chó vậy? Che miệng lại. Nói không bây giờ qua nó lại xấu rồi đó. Sao vậy, bệnh rồi phải không? Dạ không sao. Bệnh rồi đi uống thuốc men gì chưa? Dạ con không uống thuốc chứ này. Con nè. Không uống thuốc, hiểu rồi. Không có tiền phải không? Không có tiền Chính cho mượn tiền mua thuốc uống. Không phải Chính. Chứ sao? Cái này nó không phải liên quan tới giờ vật chất kinh tế tiền bạc gì hết trơn Chính. Vậy chứ sao không uống thuốc? Bây giờ là con cơ thể của con là nó không với thuốc rồi nha Chính. Nè. Nếu mà mày nói không với thuốc lá, tao ủng hộ nha. Còn bệnh hoạn là phải có thuốc nha. Làm sao mà không có thuốc được con? Không Chính. Bởi vì người ta chứng minh rồi. Chứng minh gì? Chứng minh là con người là một tiểu vũ trụ. Má ơi, bệnh thì có liên quan gì sao có tiểu vũ trụ gì đâu đây thấy không? Chuyện gì vậy? Nói chung là cái này là Chính không hiểu đâu. Thì dĩ nhiên tao không hiểu rồi đó. Nó cái này nó liên quan tới điện. Hơi xa đấy nha. Từ bệnh, thuốc, rồi tới vũ trụ, rồi giờ tới điện. Điện gì?
cái này nó nói sao ta, bây giờ cái này nó được gọi là một cái, nó gọi là trường điện từ. Trường điện từ theo tao được biết thì ở đây thì có trường kỹ thuật Cao Thắng, trường dạy nghề điện tử. Ủa là có trường điện tử nằm đâu? Chính thì con nói lại cho ra chính rõ nha. Mày đứng mày nói xa xa được chưa? Đây là một cái hiện tượng gọi là, đây là hiện tượng siêu nhiên, nó được gọi là trường điện từ. Mày nói mày hiểu không? Chứ tao không hiểu rồi đó. Thì cái này là chỉ có con hiểu thôi, nhưng mà nói chung là trường điện từ có nghĩa là cơ thể của mình, là cái cơ thể của mình nó có điện, người ta gọi là trường điện từ chứ không phải là trường kinh tế Cao Thắng vĩ mô gì đó nha. Chính nha, không phải là cái trường học. Nói gọn lại cái dễ hiểu là ở trong người của con người có điện. Đúng, phải không? Chính xác. Rồi có điện như vậy là mày bị bệnh, mày bị bệnh rồi mày bị chạm điện, mày mát hả? Không, mát là nó một cái gọi là cái kinh trù phạm trù khác rồi. Mát điện đó. Không, cái điện ở đây là nói sao ta, bây giờ là cái cơ thể của con học đã chứng minh rồi, cơ thể của mình là có một dòng điện, và nếu như một phần nào đó trên cơ thể của mình không còn điện nữa thì là bệnh. Còn bệnh thì phải có thuốc chứ con, phải uống thuốc hiểu không? Không, con là con nó không có thuốc, bây giờ con sẽ tự chữa bệnh.